Xin chào tất cả các bạn thân mến và các học sinh yêu quý, tôi là thầy Nguyễn Công Chính. Hôm nay thì thầy trò chúng ta cùng tiếp tục được đồng hành cùng với nhau. Hôm nay thì thầy Chính sẽ hướng dẫn cho các bạn học sinh 11 tương lai. Các em sẽ hôm nay sẽ cùng đến với cái bài giảng có nội dung đó là các em sẽ cùng học với thầy, đó là bài hôm nay chúng ta sẽ cùng làm bài tập phần hàm số lượng giác. Và chúng ta sẽ cùng học cái dạng bài đó là tìm tập xác định và xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác. Các bạn em thân mến, bài giảng về hàm số lượng giác tiết 1 cũng như định nghĩa thì thầy Chính đã gửi cho chúng ta ở trên YouTube rồi. Chúng ta có thể lên tuyển sinh247.com để chúng ta xem bài giảng về phần định nghĩa cũng như là các tính chất về sự biến thiên và đồ thị của hàm lượng giác mà thầy Chính đã dạy trên đó rồi. Rất nhiều bạn đã mong chờ chữa bài tập. Hôm nay thì thầy Chính, mặc dù là thầy cũng rất là nhiều việc, được chưa? Nhưng mà thầy luôn cố gắng dành cho mình, dành cho các bạn học sinh các cái, những khoảng thời gian, và nhất là những cái khoảng thời gian đầu năm khi mà những nhiều thứ là còn mới mẻ và rất là khó, thì thầy sẽ cố gắng tranh thủ mỗi một tuần thì thầy sẽ cố gắng thầy dạy một buổi. Cùng lắm thì tuần nào mà bận nhiều việc quá thì thầy sẽ không dạy, nhưng mà nếu như mà bình thường thì mỗi một tuần thầy sẽ cố gắng thầy dạy cho một buổi. Học như thế là đều đều vừa vừa, đến lúc mà đến năm học thì là vừa, hiểu nha. Nói chung ý, thì bây giờ các em vẫn vừa được nghỉ rồi, cứ vui chơi thoải mái, nghỉ xả láng không sao cả. Đến tận là tháng cái gì nhỉ, tháng 8, tháng 9 mới đi học cơ mà. Nhưng mà do cái phần lớp 11 thì khó, nên các bạn học sinh lớp 10 với 11 học với thầy hơi bị sướng. Tại vì không những là về sau thì khoảng đầu tháng 7, thầy cũng thông báo lại là dự kiến là có khi phải gần đầu tháng 7 thì bây giờ thì em có thể bắt đầu đăng ký học toán của thầy trên tuyển sinh được rồi. Nhưng mà đầu tháng 7 đến lúc đó thầy quay gọi là gì ấy nhỉ, hòm hòm đầy đủ bài giảng, thì lúc đó để phát cho nó được gọi là lịch trình cho nó được suôn sẻ thì có khi là các em cứ vui chơi thoải mái không sao cả. Đợi đến khoảng gần đầu tháng 7 thì các em học không sao. Bây giờ em có thể đăng ký đặt giữ chỗ trước cũng không ảnh hưởng gì, hiểu chưa? Rồi. Thầy hôm nay thì chúng ta cũng hôm nay nhiều bạn đã học cái phần định nghĩa mà thầy đã hướng dẫn xong rồi, thì hôm nay mình làm bài tập nhé, được chưa? Rồi, các em sẽ có một phút để chia sẻ, bắt đầu. Các em giúp thầy chia sẻ về Facebook của chia sẻ bài giảng của thầy nhé, về Facebook của mình, cũng như tag các bạn vào học nhé. Đợi thầy một tí để thầy ấn chia sẻ, được chưa? Ấn chia sẻ nhé. Rồi, các bạn chia sẻ được chưa? Rồi, để thầy xem nhé, xem ấn chia sẻ nhé. Đợi thầy một tí, đợi thầy một tí. Hôm nay do là nhiều bạn cũng mong chờ học bài, thế nên là mình sẽ cố gắng mình đợi các bạn một tí nhé, để cho đợi một tí, chờ đợi một tí để cho các bạn khác cùng vào để học nhé. Rồi, đợi thầy một tí chia sẻ đã nào. Rồi, 1, 2, 3, viết bài nào. Rồi, các bạn chia sẻ giúp thầy nhé, để học. Rồi, chào tất cả các bạn. Các em cứ ấn lưu lại cũng được mà, bài giảng lúc nào cũng vẫn có còn mà, có bao giờ xóa đâu mà phải sợ. Rồi, hôm nay thì như thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ... Như thường lệ thì hôm nay chúng ta cũng sẽ có bây giờ do thời gian là nó không bị đây chia sẻ chưa. Rồi, như thường lệ để cho không khí bài giảng nó được trở nên vui vẻ và thoải mái, thầy sẽ thể theo nguyện vọng của rất nhiều bạn, chúng ta cũng sẽ thầy sẽ tặng cho các em một bài nhé, để cho trước khi mà đợi các bạn khác vào học. Rồi. Chúng ta hôm nay sẽ được nghe bài
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe thầy hát tặng một bài, đó là bài hát Yêu Được Không của Đức Phúc và Virus, đúng không nhỉ? Ok. Ấy, bây giờ chưa. Sao có cái gì hay nào? Do đầu năm không khí thoải mái, vui vẻ nên mình cứ bình tĩnh, không được gì vội đâu. Chưa, đừng có lo. Hai. Nào, bắt đầu nghe nhé. Đường xa lá rơi đón mùa thu, nắng ấm áp nhẹ ru, nhớ em đến từng giờ dư trong giấc mơ. Vờ như chẳng nhìn thấy một ai, chỉ có mỗi mình em, rồi dạo bước tay nắm thẹn thùng trời mây mỉm cười. Tình yêu tới đôi lúc hàng đêm, ánh trăng đến mà xem, phải chăng cứ hẹn giờ ta đã yêu. Đừng cười với bất cứ một ai, dẫu anh biết là sai, ngại ngùng anh chỉ muốn tình hiện tình yêu to lớn. Người sẽ bên em nhé, bao giờ đôi xa, anh mãi chẳng điều gì có thể. Trái tim này thề suốt kiếp mình bước tiếp, tình yêu này sẽ thành câu, nắng mưa nhuộm màu nối tiếp, sẽ hẹn dù đâu ai biết được. Bên ai khác bao giờ đổi thay, nhìn em yêu biết mấy, tình đôi ta như trời với mây. Nắm tay em về phía cưới, mình bước tiếp tình yêu này diễn về sau. Anh khi này chỉ có sóng gió làm em vui mỗi ngày. Yêu được được không? Ta hàng đêm đến khi người bên, đến khi chợt chờ ai mỗi đêm. Tình yêu xóa cảm giác tủi thân, muốn ai đó ở gần. Tình yêu lấy đi phút ngơ ngác mỗi ngày. Tình yêu xa khi ta giận nhau, xa khi mắt lệ sâu, xa khi trước mặt mà chẳng tìm thấy đâu. Tình yêu mới khi bắt đầu yêu, mới khi nghĩ thật nhiều, rồi ai đó sẽ biết rằng tình yêu là như thế. Người sẽ bên em nhé, chẳng bao giờ cách xa. Người sẽ bên anh mãi, chẳng điều gì có thể sánh vai. Trái tim này thề suốt kiếp, mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu. Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp, lời sẽ hết dù đâu ai biết được. Người chẳng bên ai khác, đừng bao giờ đổi thay. Nhìn em yêu biết mấy, mệnh đôi ta như trời với mây. Nắm tay em mặc váy cưới, muốn ước tiếp từ bây giờ sẽ về sau. Với anh khi này chỉ có, dù sóng gió làm em vui mỗi ngày. Được không? Vốn dĩ sóng gió có khó đi qua, bao lời chia xa không ai muốn đâu mà. Và ánh sáng em mang là thiên đường, cùng ánh nắng anh cho sự kiên cường, để cuộc tình mình là mãi mãi. Anh nhé, đừng bao giờ đổi thay. Người sẽ yên anh mãi, gì có thể sánh vai. Trái tim này thề suốt kiếp, mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu. Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp,
lời sẽ hết dù đâu ai biết được. Yêu được không? Rồi, vừa rồi là bài hát Yêu được không? Nói chung là thầy cũng khá thích bài này. Mọi người có thấy bài này nó hay không? Được chưa? Rồi cảm ơn Keo rất là nhiều. Được chưa? Ôi, cái bài mới ra, cái bài Độ ta không độ nàng khó hát lắm. Dù là hay nhưng mà học sinh của thầy nghe thì nhiều nhưng mà chưa chắc đã hát được. Chắc là khi thầy phải hẹn Keo đến hôm nào có khi thầy tập hát xong thầy mới hát được bài ấy. Được chưa? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các em rất là nhiều. Được chưa nào? Mà trong những cái khoảng thời gian đầu năm thì nếu mà rảnh rỗi thì lúc nào mà có cơ hội thì thầy vẫn sẽ hát tặng cho chúng ta nghe. Được chưa nào? Nói chung là hay không thì thầy không biết nhưng mà miễn mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái là được. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với thầy chính là một số cái dạng bài tập về về cái gì nhỉ? Nào về chúng ta sẽ cùng hát à đâu cùng nhầm. Chúng ta sẽ cùng học bài đó là tiền số xác định và xét tính chất lẻ của số lượng giác. Bây giờ mời các em đến với bài tập. À, các em bắt đầu ghi bài giúp thầy nhé. Các em bắt đầu ghi bài giúp thầy với. Nào, chúng ta bắt đầu ghi. Chúng ta sẽ xếp cho thầy cái dạng bài đầu tiên. Đó là dạng 1, okay. Dạng bài tập số 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác. Hay viết tắt là tìm tập xác định thôi. Để làm được bài toán này, các em có một số cái chú ý như thế này. Cái hàm số... các em biết là cái hàm số... sin các cái về mặt phương pháp thì các hàm số sin của ux, cos của ux là đã tự xác định rồi. Sin cos thì không có điều kiện gì, các em đều biết là xác định mọi x thuộc R. Cái này muốn xác định thì em chỉ cần đặt điều kiện cho cái ux giúp thầy thôi. Sin x xác định và cos x xác định khi và chỉ khi ux của em phải xác định có nghĩa. Ux xác định và có nghĩa. Nghĩa là điều kiện chính không có thì chỉ đặt cho điều kiện phụ làm sao cho ux tồn tại có nghĩa là được. Cái thứ hai đó là tang của ux. Các em biết là tang thì là sin đè trên cos, đúng không? Tang thì chính là bằng sin trên cos, bản chất thì là sin u chia cos u. Tang thì là sin trên cos, học rồi. Muốn cái này xác định thì khi và chỉ khi mẫu thức khác không, cos u khác không. Cos của góc nào bằng không? Cos của 90 độ bằng không, hoặc trừ 90 độ cũng được do cos đối. Như vậy, 90 độ đổi sang là pi trên 2. Ux khác pi trên 2 cộng k pi. Các em nên nhớ là đáng nhẽ là trừ pi trên 2 cộng k 2 pi. Hai họ nghiệm này người ta gom lại rồi thì nó đã hóa thành đó là pi trên 2 cộng k pi thôi. Cái này là cái đầu tiên các em cần phải nhớ giúp thầy, cái thuộc z. Cuối cùng. Cotang ux bắt được quả tang sin đè trên cos. Cotang dạy dột để cos đè sin, như vậy là cos ux chia sin ux. Cái này xác định khi và chỉ khi mẫu khác không, đó là sin ux khác không. Sin của góc nào bằng không? Sin không thì bằng không, sin pi bằng không, vậy u khác ux khác k pi. Đáng nhẽ là không cộng k hai pi, pi cộng k hai pi theo tính chất phương trình nghiệm sin thì có dạy em trong bài trước. Đáng nhẽ một nghiệm là không, một nghiệm là pi trừ không, nhưng mà không cộng k hai pi, pi cộng k hai pi thầy đã dạy trong bài toán trước. Hai họ nghiệm này gom vào là một và chỉ lấy k pi thôi, k thuộc z. Nhớ nhé, đây là do tính chất gộp nghiệm rồi. Bạn nào chưa biết thì xem lại giúp thầy cái bài giảng về hàm số lượng giác ở trên YouTube, cũng như là bài phương trình lượng giác cơ bản tiết đầu tiên thầy có dạy phương trình nghiệm sin rồi. Được chưa? Cái ghi ở vở. Như vậy ux khác k pi. Rồi nhắc lại một chút về cách giải một số cái phương trình lượng giác. Nhắc lại hôm trước chúng ta vừa học một số cái phương trình lượng giác. Nhắc lại các phương trình lượng giác cơ bản hôm trước ta vừa học xong. Thầy chép lại công thức. Sin u bằng sin v. Thầy viết tổng quát thôi nhé. Nếu mà bên này là một cái số nào đó thì chúng ta đổi sang sin là được nhé. Sin u bằng sin v có hai họ nghiệm.
u bằng v, u bằng pi trừ v, dĩ nhiên là cộng k2π. Viết thế này cho nó tổng quát. Cốt u bằng cốt v thì hai ông này bằng nhau, u bằng v hoặc u bằng trừ v, do tính chất cốt đối. Sin thì bù, cốt thì đối, đúng không? Ngày xưa học rồi. K2π. K thuộc Z nhé. Viết cái này hơi mỏi tay. Mấy kia thầy không ghi em ngầm hiểu là đang quy ước như thế rồi. 2, 3. Tang U bằng tang V. Tang chỉ có một họ nghiệm thôi, thì U bằng V. Nhưng chu kỳ nghiệm của tang và cô tang là Kp. Cũng như 4, cô tang U bằng cô tang V. Em ghi giúp thầy với nhé. Cô tang V thì chỗ này thầy nhắc thêm U bằng V cộng Kp. K thuộc Z. Dĩ nhiên các em nên nhớ là trong đầu chúng ta đang ngầm hiểu rằng là các cái mẫu ngầm định trong đầu hiểu rằng đó là các cái mẫu của, tức là các cái mẫu, tức là tóm lại là các cái tang và cô tang này này, là chúng ta đang ngầm định trong đầu là đã xác định rồi nhá. Đáng nhẽ phải đặt điều kiện đấy, là cốt u cốt v phải khác không, sin u sin v khác không, nhưng mà trong ngầm định trong đầu là đến khi nào mà làm thì đặt điều kiện sau, hoặc là tự hiểu là đang xác định rồi là được. Viết thế này cho nó ngắn gọn được chưa? Rồi. Các phương trình tương đương với nó, các phương trình cơ bản với nó thì chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Nếu mà các em có sin x bằng m thì em đổi sang cái m này, em đổi sang thành shift sin nhé, em đổi ra nó thành sin alpha. Muốn biết cái góc alpha này các em bấm shift sin là ra, các em biết rồi. Thì chúng ta sẽ có hai nghiệm, một cái họ nghiệm là x bằng alpha, x bằng pi trừ alpha. Cái này nó hoàn toàn tương tự đấy mà. Với điều kiện muốn có nghiệm thì chỉ đồ đối của m phải bé bằng 1, đúng không? Hôm trước vừa dạy rồi, hôm nay dạy lại cho nhớ. Cốt x bằng m muốn có nghiệm thì m cũng phải là một cái số mà có giá trị đối bé bằng 1. Tôi đổi m sang cốt alpha nào đó, bấm shift cốt là ra. Phương trình nghiệm cốt có hai nghiệm đối, một nghiệm là alpha, một nghiệm là trừ alpha cộng kp. Cái này thầy nhắc lại tính chất cho nhớ thôi. Còn dĩ nhiên là tang cotang thì viết cũng được. Tang cotang thì m thoải mái, m là thuộc r, không cần phải giới hạn định. Thầy viết tang thôi nhé, thầy không viết cotang đâu. Thì chỗ này chúng ta sẽ có đó là chúng ta đổi cái m này thành tang alpha nào đó, được không? Thì chúng ta sẽ có x bằng alpha cộng kp thôi. Các em nhớ ghi hộ thầy k thuộc z vào nhé, k thuộc z vào là xong. Thì là xong. Đây là một số trường hợp nhỏ. Nếu như bên này người ta cho hằng số thì chỉ cần muốn có nghiệm thì bé hơn hoặc bằng 1. Độ lớn của nó chỉ đổi bé bằng 1. Phương trình nghiệm sin là nghiệm bù. Phương trình nghiệm cốt là nghiệm đối. Xong, cái này nhớ một tí là ra. Cái này chắc là các em đều biết hết rồi. Như vậy là chúng ta nhắc lại một số phương trình để khi nào mà giải được tốt hơn. Nhắc lại về tính chất dấu trừ, các em ghi. Sin trừ x bằng trừ sin x. Còn cốt của trừ x thì bằng cốt của x. Vừa nói xong, lúc nãy cốt đối hai cái này bằng nhau. Còn tang và cô tang thường giống nhau, viết tang thôi, đỡ phải viết cô tang, một đỡ mỏi tay. Tang trừ x bằng trừ tang x. Chả thế mà người ta nói hàm cốt này là hàm gì? Hàm cốt là hàm chẵn. Còn hàm sin này là hàm gì? Hàm lẻ. Tang cô tang cũng đều gì? Lẻ hết, đỡ phải ghi cô tang. Đây là tính chất chẵn lẻ. Thế thì làm thế nào, đây là tính chất thứ nhất. Cái tính chất dấu trừ thứ hai thì muốn các em nhớ được đó là có cái tính chất phụ chéo ấy. Cốt của pi trên 2 trừ đi alpha thì bằng sin của alpha. Đây là tính chất phụ chéo. Tang của pi trên 2 trừ đi alpha bằng cotang alpha. Chú ý và ngược lại nhé. Có hiểu thế nào là và ngược lại không, hay là còn phải ghi rõ ra. Đây là tính chất phụ chéo. Muốn làm mất dấu trừ của cốt thì các em sẽ làm như thế này. Trừ cốt alpha, lần sau muốn làm mất dấu trừ các em đẩy dấu trừ. Em không phải đẩy dấu trừ vào trong đâu, cái cốt bạch cốt tinh là nguy hiểm lắm. Các em viết thành cốt của pi trừ x giúp thầy. Dấu trừ của sin, của tang, của cotang rất là dễ, đẩy dấu trừ, đẩy đi, đẩy lại đều được. Nhưng mà dấu trừ của cốt, các em hết sức lưu ý cho thầy, đó là dấu trừ này thì nó bằng cốt của góc bù nhé. Cốt của pi trừ x bằng trừ cốt x, chúng ta có thể dùng cái này. Thực ra là pi cộng x cũng được. Pi trừ x hay pi cộng x được. Khác một pi là được, được chưa? Tại vì chẵn lần pi nó quay về như cũ, lẻ lần pi nó bị đối dấu mà. Cứ hiểu như thế cho đơn giản. Được chưa? Đây là một số cái tính chất mà thầy mong muốn các em nhớ trong quá trình học. Ngoài ra trong quá trình làm, nếu như cái m kia mà lẻ toét thì dùng arc sin, arc cos, arc tang, arc cotang nhé là được, rất đơn giản. Kiến thức thầy chỉ nhắc như vậy thôi là ngắn gọn rồi. Trong các bài giảng chi tiết hơn của thầy trên khóa học thì thầy sẽ giảng thật là kỹ từng dạng một, được chưa? Đều có đầy đủ tất cả các dạng bài, các công thức. Bài tập của thầy thì gần như là đồ sộ, phong phú và đa dạng nhất rồi.
Được chưa? Tức lượng bài tập của thầy thì rất là nhiều. Và rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập áp dụng. Bắt đầu. Các em ghi vào vở đi. Đây là một số cái ngắn gọn nhất rồi đấy. Các em ghi vào đây. Cố gắng nhìn nhá. Cái này đơn giản thôi, nghe hiểu là chính. Chưa? Cả cái quá trình làm nó chỉ có mỗi mấy cái này thôi. Cố gắng mà hiểu. Trong quá trình làm nếu mà phát sinh thêm ra cái gì mà nguy hiểm thì thầy sẽ có dặn dò cho từng bài một. Và các em nhớ lấy bút đỏ ghi lại những cái lời mà thầy chú ý nhé. Vì về sau sớm muộn trong quá trình học em cũng sẽ gặp lại các cái ý. Đến lúc ý thì em không biết vác cái bài đi đâu để hỏi đâu. Được chưa? Và chú ý, cùng một bài như thế này thôi nhưng mà lại có rất nhiều hướng đi và rất nhiều cách giải. Được chưa? Có những cái hướng mà nó sẽ sinh ra rất nhiều họ nghiệm. Thầy có dặn dò với các em rồi, đó là em phải chọn cái hướng nào mà nó phải phù hợp với công thức lượng giác. Mà cái hướng nào ấy mà nó ít họ nghiệm nhất. Con có hiểu ý không? Ít họ nghiệm nhất. Được chưa? Cố gắng chọn cái hướng nào mà hạn chế nhất về việc đưa phương trình lượng giác về phương trình đại số. Tại vì nó khó, không nên giải cái nhiều cái họ nghiệm mà cố gắng trong mỗi bài cố gắng nhận ra công thức lượng giác thì bao giờ làm nó cũng dễ hơn. Đấy là cái dặn dò của thầy. Còn đâu em cứ giải trâu giải bò thì cuối cùng em giải ra nó sẽ bị vừa bị dài và tí nữa lại còn phải mất công kết hợp nghiệm đấy, sẽ rất là mệt đấy. Có hiểu không? Đấy là lời dặn dò của thầy trong phần này. Bây giờ các bạn và các em sẽ chép giúp cho thầy một số cái bài. Không cần phải làm nhiều đâu. Không cần làm nhiều, chỉ cần làm một vài câu quan trọng thôi. Thầy hướng dẫn mỗi một vài câu quan trọng tới cái bài tập số 1. Không cần phải làm nhiều đâu. Bài 1. Tìm tập xác định cho các hàm số sau đây. A, B, C, D. Một bài của thầy phải có ít nhất 4 câu. Làm cho nó dài. Ôi giời, vui, quá là vui. Nào, một cái bài của mình thì nó hơi bị dài tí. Cố mà nghe nhá. Y bằng sin 3x này, cos 2 trên x, cố gắng nhìn này. Ok. Y bằng sin 3x, cos 2 trên x. Nào, còn câu nào nữa nào? Cos căn x. Cos căn x. Sin của căn bậc 2, 1 cộng x chia cho 1 trừ x. Ôi giời, câu này hay đấy. Rồi, đấy bài đầu tiên như thế này. Nào, bài đầu tiên tráng mồm tráng miệng với mấy cái câu này trước nhá. Xem có cái gì hay hoa không. Nào, thầy cho một số cái hàm như thế này, một số cái câu mà có chứa sin cos trước, em để ý kỹ bảng giúp thầy. Theo tính chất của sin cos thì sin cos về mặt điều kiện chính không cần đặt cái gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ cần quan tâm cái người bên trong sin cos, tức là ux đấy, xem nó đã xác định chưa. Nếu nó xác định rồi thì thôi, d bằng r. Còn nếu như mà nó chưa xác định thì mình đặt thêm cho điều kiện. Trong quá trình học chúng ta sẽ phát sinh ra hai loại điều kiện phụ. Thứ nhất là điều kiện của cái dạng phân thức px chia qx. Thì điều kiện là mẫu khác không, ai biết rồi. Cái dạng thứ hai là gặp căn bậc chẵn. Căn bậc chẵn của ux trong này thì chúng ta cần phải giải cái điều kiện đó là ux lớn bằng 0. Nhưng mà các em cũng cẩn thận nhé. Để ý cho thầy, căn bậc lẻ không cần, căn bậc chẵn mới cần lớn bằng 0 thôi. Thế thì chúng ta có thể ghi hàm số y bằng sin 3x. Ôi dồi ôi, sin không cần. 3x bên trong chứ 3x chả có điều kiện gì. Ôi dồi, 3x thì thích x bao nhiêu chả được. Ta ghi hàm số này xác định khi và chỉ khi 3x phải xác định và có nghĩa. Các em ghi xác định cũng được, có nghĩa cũng được. Thế nào cũng được. 3x xác định, nhưng mà 3x nó lại xác định thì nó lại xác định với mọi x thuộc R. Ôi giời. Vậy bài này ta ghi kết luận của bài toán D bằng R. Xong câu thứ nhất. Há há, xong. Rất là đơn giản. Đúng không? Từ, thầy sẽ cho cố gắng làm từ những câu dễ nhất để cho nó hiểu. Được chưa? Mai kia thì đi thi nhìn đối phát nó có thể khoanh luôn. Đây thầy trình bày cho nó cẩn thận. Nào, cos 2 trên x. Nào, đoán thử cho thầy xem nào. Đâu để thầy ra thầy đọc thử đáp án. Các em cứ tập đọc đáp án và comment đi. Thầy xem cho. Sai thì sửa. Sợ gì không phải lo. Sai thì sửa. Không ảnh hưởng đến cả đâu. Sai thì sửa con ạ. Không sai làm sao mai kia đúng được. Cos 2 trên x. Cái cốt này không có điều kiện chính thì có điều kiện không có, nhưng mà muốn xác định trong trường hợp này thì chỉ cần 2 trên x xác định. 2 trên x xác định khi và chỉ khi phân số đúng không? Bị dính phân rồi. Thế thì cái mẫu này nó phải làm gì? Khác không?
x=0 là xong nha, chưa xong. Cách ghi tập xác định d bằng r gạch bỏ 0, viết thế này có nghĩa là khác 0 thế con. Hiểu không? Đó, viết thế này. Hiểu rồi đúng không? Đóng khung vào. Hiểu chưa? Đó, x=0. Ngày xưa ấy, thời mà cái lúc mà thầy ở trên cái ngày xưa cái sổ điểm của cô giáo thầy nhá, thầy ở cái vần C là ngày nào thầy cũng bị gọi lên bảng, vì ngày xưa cô rất thích gọi đến cái người 1 2 3 là cô gọi thẳng luôn, một người vần A, người vần B, người vần C. Ngày xưa nhá, chả hiểu sao cái ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cô lại gọi những cái người đầu sổ lên bảng. Rồi đến một cái ngày chẳng hạn ngày phụ nữ Việt Nam, cô tặng quà xong cả lớp xong cô vẫn bảo là muốn thưởng điểm, cô lại gọi mấy cái bạn ở đầu sổ lên bảng. Ngày xưa có một cái bạn bên cạnh thầy tên là Hoàng Anh, rồi một cái bạn dưới thầy tên là Hà, rồi cái bạn ở trên thầy có một người tên vần A, một người vần B, một người vần C, một người vần H ở dưới thầy. Thế là cô cứ gọi luôn mấy người vần A, B, C lên, lúc nào mình cũng phải lên đầu tiên. Cũng chính vì thế mà về sau mình quen với cái việc đó là lên bảng. Đó. Và về sau em biết tại sao không? Thầy thích lên bảng. Vì cứ lên bảng là toàn được điểm 10. Được chưa? Cứ thích lên bảng lại được điểm 10 mà. Nên hay thế đấy. Nhưng mà ngày xưa thầy nhớ có một lần thầy bị lên bảng đúng bài này. Trước đó thì thầy cứ nghĩ rằng là trong thời gian hè, ôi mình đã chuẩn bị giây phút này bao nhiêu lâu rồi, vào đầu năm mình sẽ cố gắng hết sức và mình sẽ toàn 10, ha ha. Cô giáo thầy được cái vui đó là kệ thầy, cô cho phép các em có thể được đến tận 5 điểm miệng. Bạn nào kể cả có điểm rồi, các em vẫn có thể lên thay cho kiểm tra 15 phút, em ngồi chơi cũng được. Thế là mình phải quyết tâm mình làm luôn 5 điểm miệng, mình đang định chơi kiểu như là ngũ tử luôn. Ngũ tử. Không ngờ rằng mình chưa kịp được đến 3 con 10 thì mình thì mới đầu mình đang mới có 1 điểm 9, 1 điểm 10 đang đến con điểm thứ 3. Cô không ngờ cô vẫn gọi những người có điểm lên mặc dù mình chưa kịp xung phong. Được chưa? Mình chưa kịp xung phong, cô vẫn gọi. Xong cô lên bảng làm bài này, à trong đầu nghĩ quá dễ, lại 10 rồi đây. Lên bảng thế bắt đầu ngồi ghi trình bày như thế này, làm đến đây thì lại dừng lại. Thế là cô hỏi là có chăn chối gì nữa không? Thế là bảo em xong rồi, em nghĩ em đúng rồi, 10 rồi cô ạ. Thế là về chỗ xong cô bảo 8 điểm thôi, không cho 10. Em biết tại sao không? Cô bảo là viết đến đây thôi là chưa được, phải viết hẳn ra tập xác định rõ ràng thế này chứ, được chưa? Làm thế này 8 điểm thôi, có lấy không? Được chưa? Thưa cô em không lấy. Cô lại bảo không, đã gọi lên bảng là phải lấy. Thế là tự nhiên giữa một đống đang trên 10 tự nhiên lại lòi ra một cái điểm ở đâu để tự nhiên điểm 8 là cho mình bực hết cả mình. Đúng chưa? Bực hết cả mình. Đó, từ đấy giờ đi thầy mới bảo các em phải rèn luyện cái tính đó là cẩn thận và không chủ quan, nhất là với nhiều các cái nhiều thầy cô mà cẩn thận kỹ tính nữa. Các em hiểu ý của thầy chưa nào? Đấy, còn mai kia mình chịu khó mình lên mình làm mấy cái bài khó khó một tí lên bảng là mình 10 ngay, mình cứu tinh cho cả lớp luôn, là mình 10 luôn ấy. Hiểu chưa? Cái này hay phết đấy các em ạ. Lại nhớ ra một chuyện ý. Bây giờ về chắc là cô vẫn nhớ mặt mình đấy, hiểu chưa? Cốt của căn x. Được chưa? Thế các em cứ cẩn thận. Xung phong thì thích lấy thì lấy, nhưng mà đã gọi bị gọi lên bảng là phải lấy. Hay thế. Cốt căn x xác định khi và chỉ khi. Sin cốt thì không có gì, nhưng mà căn x xác định đúng không? Căn x xác định khi nào ấy nhỉ? Ôi căn bậc chẵn này. Căn bậc lẻ thì thôi, nhưng mà căn bậc chẵn thì phải có x lớn hơn bằng 0. Có cả bằng đấy các em. Trừ khi nhé, thầy bảo này, thầy lại có một cái chú ý nữa cho em này. Trừ khi nó có dạng đó là ux chia cho căn bậc 2 của vx nhé. Nếu như v nằm ở dưới mẫu ấy, thì các em đặt cho thầy cái điều kiện đó là vx chỉ cần lớn 0 thôi. Các em lại ghi cho thầy ba cái lời chú ý này của thầy vào trong quá trình làm bài vào nhé. Thì chúng ta chỉ cần nằm dưới mẫu thì chỉ cần lớn 0 thôi, ví dụ thế. Còn và trong trường hợp này thì chúng ta ghi d bằng 0 đến dương vô cùng. Các em ghi ngoặc vuông giúp cho thầy chính nhé, cho nó cẩn thận. Xong rồi, ôi rất là đơn giản, rất là dễ. Đầu năm này mà phải làm cho hẳn liên hoàn 10 luôn. Được chưa? Phải làm hẳn một cái sổ liên hoàn 10 luôn, liên hoàn 10 siêu to khổng lồ luôn, được chưa? Rồi. Cái này xác định khi và chỉ khi cái căn này xác định này. Thì ta ghi, cái căn này xác định 1 cộng x trên cho 1 trừ x xác định. Cái này xác định nó sẽ có hai cái. Một là em có thể giải rõ cho thầy là 1 cộng x trên cho 1 trừ x lớn bằng 0. Ngoài ra, em đặt thêm cho thầy cái mẫu khác 0 thì càng tốt nhá. Cái mẫu khác 0, 1 chữ x luôn khác 0. Bạn nào mà bình thường thì có khi bạn chỉ giải cái này thôi cũng được. Nhưng nếu cẩn thận thì bạn đặt thêm giúp thầy cho thầy cái mẫu nó khác 0 thêm cho nó chắc. Thế thì dẫn đến đó là tương đương với. Cái này chính là học giải xét dấu thôi. Học cái này chính là ôn lại kiến thức năm lớp 10 cho các em về kỹ thuật giải bất phương trình và xét dấu. Các em kẻ trục thôi là xong.
nghiệm của tử là âm 1, nghiệm của mẫu là 1, có hiểu không? Như vậy chúng ta viết hai nghiệm ra đây. Âm 1, 1. Xét dấu thế nào? Ngày xưa học xét dấu nhanh rồi. Bây giờ mà còn mất thời gian ngồi kẻ bảng, ngửa mặt lên cả lớp người ta đi về hết rồi. Không có nhiều thời gian thế đâu. Lên lớp 11 có nhiều kiến thức năm lớp 10 mà các em nên nghe theo lời của thầy. Đó là nên học nhẩm, nên làm nháp một số thứ ngắn gọn thôi. Chứ bây giờ mới cứ lê thê, phải, cùng, trái, khác, cộng, cộng, trừ, trừ, tích, 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 rồi ôi, làm như thế thì bao giờ nó mới sổi, ôi bây giờ mấy giờ rồi còn làm cái trò ấy, bây giờ phải nhẩm nó nhanh nhanh vào, nhớ chưa? Bây giờ làm thế này, tử này có cái mẫu âm 1 này, tử là nghiệm âm 1 này, mẫu là có nghiệm là 1 này, chúng ta nhìn dấu của A nhé, nghe đây, dấu của A trong trường này là phải nhìn vào dấu của X này, thì cái chỗ này là dương này, chỗ này là âm này. Như vậy dấu cả hai cái bọn này em tích tất cả các dấu hệ số A lại cho thầy đó là âm. Thì mời các em đánh thẳng âm vào mặt nhà nó. Đây âm như này. Do tử và mẫu đều có các nghiệm đơn và các nghiệm hoàn toàn khác nhau, không có nghiệm nào nghiệm kép. Nên đan dấu liên tục thông qua đây. Như vậy các em để âm ở đây, dương ở đây, rồi để âm ở đây, xong. Đan dấu là xong. Hoặc là em có thể hiểu theo kiểu nó là trong trái ngoài cùng cũng được, tùy các em. Được chưa? Vậy thì đến đây tôi chọn phần lớn hơn không thôi, lớn hơn bằng không, vậy tôi chọn chỗ này. Đấy, vấn đề là về cái ngoặc ấy. Các em nên nhớ là dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi chỉ lấy cái nghiệm trên tử thôi. Cái mẫu thì đời đời không lấy dấu bằng. Mẫu luôn khác không. Bởi vậy, các em lấy cho thầy dấu bằng tại âm 1. Mà các em đừng bao giờ lấy dấu bằng tại 1 nhé. Vì 1 nó nằm ở dưới mẫu, còn âm 1 nó nằm trên tử. Như vậy chúng ta ghi kết quả. Trừ 1 đến 1, đúng không? Ở dưới x khắc 1. Mày ghê đấy. Đấy, trừ 1 đến 1. Trừ 1 ngoặc vuông, còn 1 ngoặc tròn. Tổng kết lại thì ta lấy luôn cái trên, vì trừ 1 đến 1 đã khắc 1 rồi. Như vậy bài này chúng ta ghi đáp án là trừ 1 đến 1. Hay tập xác định của mình là nửa vuông nửa tròn. Sợ thật, cái chỗ này ngoặc nó hơi tởn, các em cẩn thận đấy nhá. Nói chung ý, theo thầy thì chúng ta nên học cẩn thận ngay từ cái chỗ này. Cái chỗ này thầy nói đồng bào có hiểu không? Đồng bào nghe rõ không? Được chưa? Đấy. Nhắc lại, khi kết hợp hai cái này thì chính cái này nó đã khác một rồi. Thế thì chúng ta sẽ thu được cái nửa khoảng như thế này. Chết giờ. Khi tập xác định nhìn trông buồn cười ghê. Được chưa? Hiểu chưa? Cái này hiểu rồi nhá. Rồi, thế là chúng ta hoàn thành xuất sắc bài tập số 1. Thầy mời các em cùng làm tiếp bài tập số 2. Tức kỳ, tìm tập xác định của các hàm số sau đây. Bài này chắc là hay hơn này. Đọc ghi. Bài số 2. Nội dung vẫn thế. Cố gắng làm nên mấy bài quan trọng nhá. Nào. Y bằng 3 trên cho 2 cos x. Đọc ghi. 3 trên cho 2 cos x. Câu thứ nhất. B. Y bằng, trời ơi, cô tăng của 2x trừ pi trên 4. Cô tăng 2x trừ pi trên 4. C. Tăng của x cộng pi trên 6. Người ta thích mấy cái này thế nhỉ. D. Y bằng cô tăng chia cho cốt trừ 1. Sợ chưa? Cô tăng x chia cho cốt trừ 1. Úi dồi ôi. Rồi đây. Thôi 4 câu thôi. Chép nhiều ra nó mệt đấy. Đây 4 câu cơ bản nhất. Phần này là phần chính đây. Bắt đầu. Câu A trước nha. Nào bắt đầu câu A. Câu A nào. Các bạn kem thân mến. Câu A dính phân. Cái này nhìn cái phân này. Phân loài tòi cái này. Dính phân này. Cái mẫu của chúng ta là 2 nhân cốt x. Nên bài này chúng ta đặt điều kiện. Cái này xác định khi và chỉ khi 2 cos x phải khác 0 chia đều cho 2
thì cos x khác không? Quá dễ. Cos x khác không? Vừa lúc dạy lúc đầu rồi, theo đúng lý thuyết. X khác cái gì nhỉ? B chia 2 cộng KB, K thuộc Z. Từ đây dẫn đến tập xác định là, các em nhớ cả trình bày cẩn thận nhé, đừng có ghi tắt. D bằng, giờ mình ghi D hoan hoài hữu rồi. D bằng R gạch bỏ đi các cái họ nghiệm có dạng pi trên 2 cộng kpi, K thuộc Z. Ghi thế này là đầy đủ nhất. Xong, đóng khung lồng kính, chứng tỏ quan trọng. Xong nhá. Các bài của thầy đều làm như thế này hết rồi, thầy có thói quen là làm thế này rồi. Các em cứ đóng khung giống thầy đi, không ai trừ điểm đâu. Rồi ôi, ai trừ thì trừ lại hộ cho, đừng có lo. Không phải lo lắng với cái vấn đề này cả. Như thế này thì làm nó mới chắc ăn được. Hiểu chưa? Tiếp, cái thứ hai. Cô tang của 2x trừ pi trên 4, chúng ta biết rồi. Tang là sin trên cos, còn cô tang là cos trên sin. Cái này xác định khi và chỉ khi sin u khác không. Sin của 2x trừ pi trên 4 khác không. Sin u khác không. U khác kp. Vậy 2x trừ pi trên 4 khác kp. Trời ơi, một cái là khác pi trên 2 cộng kp, một cái thì chỉ có khác kp thì thấy thuộc dễ ơi là dễ. Dẫn đến nào, chúng ta cùng nhẩm nhanh. Máy tính đâu rồi? Nào, máy tính đâu rồi? Rất là đơn giản. Trừ pi trên 4 chuyển vế sang đây thành pi trên 4. Pi trên 4 bị chia 2, nhẩm trong đầu là pi trên 8. Chỗ này được thôi, không cần lấy máy tính chỗ này đâu, người ta lại cười vào mặt cho. Chia pi trên 8 cộng với k pi trên 2, các em đừng quên, thỉnh thoảng có nhiều bạn cũng sẽ quên chia cái này đấy. K thuộc Z. Từ đấy dẫn đến các em ghi tập xác định D bằng R. Cứ khác thì các em ghi gạch bỏ thế này là xong. Pi trên 8 cộng k pi trên 2. Các em có gì thắc mắc chỗ này không? K thuộc Z là xong nhá. Ai không hiểu thì hỏi nhá, thầy trả lời. Đây là điều kiện của cô tang rồi, rất là dễ rồi. Các con đã rõ chưa? Ai không hiểu cái gì thì hỏi nhé. Thầy ơi, ối giời, hôm thi em được 8 điểm rưỡi. Ôi giời, 8 điểm rưỡi có cái gì mà khoe, nhiều bạn khác còn toàn 9, 10 kìa. Ôi giời ơi, được chưa? Rồi, cố gắng xe về mà học nhé. Tiếp, C. Tang của x cộng pi trên 6. Tang là sin trên cos, nên điều kiện xác định trong trường hợp này, điều kiện xác định sẽ là, các em có thể ghi là điều kiện xác định cũng được. Cos của x cộng pi trên 6 sẽ khác không. Các em nhớ, cos khác không thì vẫn thế, nó lại vừa dạy xong. Đây này, chúng ta lôi cả cái u này ra. Khác pi trên 2 cộng kpi. Đúng không? K thuộc Z. Từ đó dẫn đến, các em nhanh chóng chuyển vế và chia trừ cho thầy. Các em nhanh chóng lấy 1 phần 2. Em lấy 1 phần 2 nhé, em trừ bỏ 1 phần 6. Có hiểu được không? Cái chỗ này tính toán làm ăn cẩn thận nhé. 1 phần 2 trừ 1 phần 6. Kết quả của mình là bằng 1 phần 3. Pi chia 3 cộng kpi nhé. K thuộc Z. Được không? Từ đây dẫn đến tập xác định D bằng R khác pi trên 3 cộng kpi. Viết cái này nó hơi mỏi tay một tí nhưng mà thôi chịu khó vậy. Mỏi tay quá. Rồi. Đây. Đấy. Rồi. Câu cuối cùng. Nào, mấy câu này hiểu chưa đã? Xin không, cốt không mấy cái này là hiểu rồi đúng không? Chú ý giúp thầy nhé. Đừng có nhầm cái đuôi này, đuôi sai hết giờ đấy. Tiếp, D. D là một cái bác mà nó có phân thức. Nhưng trên phân lại còn dính phân nữa. Các em nên nhớ bài này có những hai điều kiện cơ. Cái này điều kiện xác định khi và chỉ khi nó hai cái. Thứ nhất, cốt x trừ 1 khác 0 thì cốt x khác 1 đã này. Cốt x khác 1. Nhưng cái lại có thêm một điều kiện nữa. Đó là điều kiện để cho cô tang để tồn tại này. Điều kiện chính thì xong rồi nhưng còn cả điều kiện cô tang nữa. Cô tang tồn tại thì cô tang là cốt trên sin, như vậy còn sin khác không nữa. Ái chà chà. Như vậy bài này lại có hai điều kiện cùng vào một hệ. Giải cái này nó mới vui này. Các em cẩn thận này. Giải cái này mới vui. Thực ra hai cái này nó lại là một thôi các em ạ. Các em nên nhớ một điều, đó là khi sin mà bằng 0 thì cốt nó đã khác cộng trừ 1. Chính ra hai cái này nó lại là họ hàng với nhau. Cái tí nữa các em giải, em kết hợp nó chỉ ra một họ nghiệm thôi. Bài này bạn nào mà cố gắng, mà bài này mà bạn nào mà cố tình mà đi giải thì sẽ bị mất công, nó bị dài. Được chưa? Thực ra là
Sin mà khi khác không thì cốt nó đã tự khác cộng trừ 1 rồi. Bài này bạn nào mà em mà không để ý khéo thì em sẽ bị lừa đấy. Bài này chỉ cần, thực ra bài này chỉ cần đáp án bài này là chúng ta chỉ cần giải sin khác không được đủ. Thế nhắc lại nhé, nghe đây. Khi sin x mà bằng 0, khi sin x bằng 0 thì cos x nó đã bằng cộng trừ 1 rồi. Theo tính chất sin mình có cos bình bằng 1. Như vậy điều kiện sin x bằng 0 này là nó đã bao trùm đến cả cái cos x bằng cộng trừ 1 rồi. Các em nên nhớ điều như thế, được chưa? Và thực ra là nói nó như thế thầy sợ nhiều bạn không hiểu được đâu mà, được chưa? Các em có giải đủ ra cũng được, các em nghe thầy giải đủ. Nếu chúng ta giải cos x khác 1, các em sẽ gõ shift cos của 1. Lấy máy tính mà gõ, cái chỗ này ai biết gõ rồi để radian đấy. Shift cos của 1 thì em sẽ gõ ra là x bằng 0. Thì chúng ta sẽ có x bằng 0 cộng k hay pi. Tất cả các họ nghiệm khác thì cứ lấy k hay pi bình thường. Được chưa? Đây trường hợp đặc biệt mà, chúng ta xem kỹ lại lý thuyết nhé. Còn sin x mà khác 0 thì x khác k pi. K thuộc z. Sau đó các em kết hợp hai họ nghiệm này trên đường tròn lượng giác để vẽ cái đường tròn ra nhé cho nó vui. Cái họ thứ nhất, các em để ý kỹ nhé, không may kia nhiều bạn không biết cách kết hợp này đâu. Chính ra hai điều kiện nhưng hóa ra cuối cùng chỉ còn có một điều kiện thôi. Cái chỗ kết hợp này là gần như là cái khó nhất trong cái phần học tập xác định này đấy. K hay pi có nghĩa là chúng ta đầu tiên ta thay k bằng 0 vào, k bằng 0 ta được điểm thứ nhất là 0. Thay k bằng 1 vào ta có điểm thứ hai đó là 2 pi. Rất là tiếc là 0 và 2 pi nó trùng nhau đi hết một vòng, như vậy cái họ thứ nhất chỉ có duy nhất là bỏ đi một điểm. Đó là k hay pi. K bằng 0 nó vẫn chú ý mà k bằng 1 nó vẫn chú ý. Nó chỉ được biểu diễn bằng một điểm duy nhất. K pi thì được biểu diễn bởi hai điểm. Điểm thứ nhất k bằng 0 thì nó trùng vào đây rồi. K bằng 1 thì nó sang pi đây. Điểm này nữa. K bằng 2 thì nó lại quay về đây. Như vậy tóm lại là khi kết hợp hai cái này thì điều kiện cuối cùng là phải bỏ đi hai điểm này. Thế hoàn toàn tương đương với họ nghiệm thứ hai. Được chưa? Như vậy rõ ràng là toàn bộ đường tròn bỏ đi hai cái điểm đó là điểm 0 và điểm pi. Vậy bài toán này tương đương với x khác k pi là chuẩn nhất. Được chưa? Tức là cứ mỗi một lần điểm nọ cách điểm kia là pi thôi là nó cũng đã bị vi phạm rồi. Vậy chúng ta ghi x khác k pi. Đúng như thầy dự đoán, thầy có bảo rồi. Khi sin x mà khác 0 ý, thì cos x nó đã khác cộng trừ 1 rồi. Thì đêm mai kia chỉ cần đi giải cái chỗ sin x khác 0 thôi là đủ. Hiểu chưa? Chính nó thì còn ai nữa. Này, nếu mà em hiểu được nó thì chính nó thì còn ai nữa. Đúng không? Sin x khác 0 thì sin bình khác 0. Sin bình thì chính là 1 trừ cos bình. Cái cos x khác cộng trừ 1. Nếu mà hiểu như thế thì nó lại còn làm nhanh nữa. Nhưng mà thôi, cái chỗ ý là về vấn đề nó hơi bị gọi là tư duy, nó hơi gọi là nâng cao, nó hơi chuyên sâu một tí. Các bạn nào hiểu được như thế thì làm nó nhanh. Còn nếu không nó cứ ngồi mà kết hợp trên đường tròn cho nên bình thường nhé. Như vậy mời các em ghi đáp án. D bằng R khác K pi. K thuộc Z. Các em xong rồi nhé. Đấy. Xong. Cái này hiểu rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục đến với bài số 3. Các em ghi bài các thứ cẩn thận nhé. Ghi bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm tiếp bài tập số 3. Sin cộng 2 chia cho cos cộng 1. Nào câu A, kiểm tra xác định. Okay. Câu này chắc là vui hơn này. Sin x cộng 2 chia cho cos x cộng 1. Câu này chắc là kinh hơn đây. Nhiều bạn sẽ cẩn thận để chóng mặt câu này này. Đây. Suy nghĩ nào, bắt đầu suy nghĩ. Kiểu gì về sợ gặp câu này. Chưa, không dễ lắm đâu các em ạ. Được chưa? Em suy nghĩ đi. Xem cái câu này giải như thế nào. Chưa hết đâu, vẫn còn nhiều câu hay lắm. Căn bậc 2 của cos x cộng 1. Nào căn nhá, cứ chơi hẳn căn. Căn bậc 2 của cos x cộng 1 c. Nào, thao hồ mà làm. Đấy, làm đi. Sin bình chia cos bình. Tan cộng cos tan. À rồi.
2 chia cho sin bình trừ cos bình d tan x cotan x. Rồi đây, đây. Thôi thôi, thầy chỉ hỏi mấy cái câu này thôi, thầy cũng không hỏi nhiều nữa. Xong. Làm được như thế này thôi là được. Cũng không đòi hỏi gì nhiều nữa. Nào bây giờ nhìn rõ rồi đúng không? Bây giờ tập suy nghĩ nào. Nào bây giờ các em cho thầy ý kiến nào. Về mặt bản chất thì cái chỗ này chúng ta sẽ thấy có một cái vấn đề rất là hay xảy ra như sau. Đó là về mặt điều kiện xác định cho bài toán thì cả cái biểu thức, thì cả cái căn bậc 2 của sin x cộng 2 trên cho cos x cộng 1 này là nó phải xác định và tồn tại. Mà cái này nó xác định và tồn tại khi và chỉ khi cái biểu thức bên trong căn là nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng không đã? Rồi, cái đấy bằng 0. Bây giờ thầy lại đố các em tiếp là bây giờ giải cái này thế nào? Chúng ta lại không học về cái bất phương trình lượng giác đúng không? Trong chương trình học thì hầu như là chúng ta không xét về bất phương trình lượng giác đâu. Được chưa? Trong chương trình học thì hầu như chúng ta lại không hay xét về bất phương trình lượng giác. Bây giờ giải cái này như thế nào các em? Giờ giải cái này thế nào? Rồi, thì chuẩn bị nhé. Cấm giải cái này nhé, nhiều bạn bắt đầu giải này. Sin x lớn hơn hoặc bằng trừ 2, cos x lớn hơn bằng trừ 1. Làm thế có khi thiếu trường hợp. Hoặc có nhiều bạn lại giải sin x bé hơn trừ 2, cos x bé hơn trừ 1. Thực ra các em mà xét từng trường hợp ra như thế cũng được thôi, nhưng mà cũng sẽ có trường hợp bị vô lý. Cho cẩn thận đấy nhé. Thực ra biểu thức này luôn đúng, không phải là vô lý, biểu thức này luôn đúng. Người ta nhận ra một kinh nghiệm đó là thông thường thì các biểu thức mà bất phương trình có chứa lượng giác thì người ta cũng không mấy khi yêu cầu em giải. Nếu có giải thì cũng sẽ phải vẽ đường tròn lượng giác ra rồi mới biết được là cái khoảng nào làm cho cos lớn hơn bao nhiêu, nhỏ hơn bao nhiêu. Cái phần ý thuộc về kiến thức hơi nâng cao, không đòi hỏi các em giải bất phương trình lượng giác đâu, yên tâm. Thế thường các biểu thức này thường luôn đúng. Ta có một cái giải thích như sau. Thứ nhất là sin x của em thì chắc chắn là trừ 1 đến 1 với mọi x. Bây giờ mời các em cộng 2 vào cả các vế. Đây là tao có nhá. Rồi, cộng 2 vào cả các vế thì cộng 2 vào đây. Trừ 1 cộng thêm 2 vào đây ra 1. Đây, sin x cộng 2 vào. Bài này đang sử dụng phương pháp đánh giá. Đánh giá hay vế. Có hiểu không con? Cộng 2 vào đây. Đây, cộng vào đây thì chỗ này thành 3. Úi dồi, 3 với mọi x. Cộng 2 vào đây, 2 trừ 1 còn 1 nha, 3. Thế ta nhận thấy một điều đó tử số nhá, từ 1 đến 3. Vậy rõ ràng suy ra một điều là tử số chắc chắn là dương nhá. Dương quá rồi ấy, dương quá gặp cô rồi ấy. Này, từ 1 đến 3. Mặt thớt. Ta cũng có. Cos x cũng trừ 1 đến 1. Với mọi x. Bây giờ cộng 1 vào cả các vế tương đương với cộng 1 vào đây là 0 bé hơn hoặc bằng cos x cộng 1 bé hơn hoặc bằng 2 với mọi x. Ôi giời, cos x của em cũng dương quá luôn, từ 0 đến 2, nhưng cos x của em cũng có thể bằng 0. Thế thì vấn đề đang nằm ở chỗ là chỉ cần cái ông mẫu này nó khác không thôi là đủ, nó tránh cái trường hợp xảy ra dấu băng này thôi là ngon thôi. Hiểu chưa? Đây là dữ kiện 1, đây là dữ kiện 2. Vậy chúng mình ghi từ 1 và 2 suy ra. Thôi, suy ra. Đây gọi là bất phương trình số 1. Từ 1 và 2 suy ra. Từ 1 và 2 ta có quyền suy ra. Bất phương trình số 1 này là nó luôn lớn hơn bằng 0 rồi. Nhưng với mọi x phải thỏa mãn điều kiện đó là mẫu khác không, có nghĩa là cos x cộng 1 phải khác không. Hay chúng ta chỉ cần đi giải điều kiện đó là cos x khác 1. Các em nên nhớ, không chỉ ngoài điều kiện của cái phân thức này lớn bằng 0 thì nó đã tự luôn luôn lớn bằng 0 rồi ý. Thì chúng ta chỉ cần giải nốt điều kiện đó là mẫu khác không thôi. Vậy bài toán chỉ cần đi giải cos x khác 1 là bài toán thành công, thì là xong nhá. Nhưng mà các em phải biết cách đánh giá từ từ, không người ta lại bảo là mình làm, người ta lại bảo mình làm tắt, làm ăn cắp ở đâu không hiểu, không giải thích được. Cô hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi. Ôi thế dễ quá. Rồi ôi, thế cos x khác 1, lấy máy tính bấm bắt đầu.
thì bấm shift code của trừ 1. Vậy chúng ta có kết quả đó là x khác pi cộng k hay pi? K thuộc z. Các em lấy máy tính ra và bấm thay không dạy chỗ này đâu. Các em phải tự biết. Xong. X khác như vậy d bằng r gạch bỏ pi cộng k hay pi? K thuộc z. Úi giời, xong rồi. Như vậy là xong câu đầu tiên. Các em tự giải thích nhé. Xong, dễ rồi. Bây giờ mình làm một câu B. Như vậy các em rút kinh nghiệm được một cái câu rồi nhá. Mà các em biết cách lý giải. Nhớ. Cái câu này thực ra nó chỉ lừa các em thôi chứ không có gì nguy hiểm lắm đâu. Điều kiện xác định của câu này. Cos x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Rõ ràng là cái này mình vừa đánh giá được. Là cos x cộng 1 đây này. Thì luôn từ 0 đến 2. Tức là luôn luôn lớn bằng 0 rồi. Thế cái này có cần giải nữa không các em? Không cần giải. Tương đương với cos x lớn hơn trừ 1. Chúng ta ghi rõ ràng là cos x luôn luôn lớn trừ 1. Đúng với mọi x, việc gì phải giải nhỉ? Đúng với mọi x. Vậy dẫn đến bài toán này d bằng r. Các em đừng quên, không mấy kia lại sai đấy, không để ý đâu. Cos x thì lúc nào nó chả lớn trừ 1 và bé hơn hoặc bằng 1. Thế cái này luôn đúng rồi, cần giải làm gì? Ôi nhiều nhiều bạn nhá, chuẩn bị lại bấm theo kiểu Tôn Ngộ Không. Thầy ơi, thì trừ 1 thì có phải là x lớn hơn hoặc bằng pi cộng k hay pi thế này không? Chết rồi. Các em nên nhớ bất phương trình lượng giác không có cái kiểu này nhá. Cấm nhá, tôi ghi cấm tiệt, cấm. Không chơi giải theo kiểu bất phương trình lượng giác mà chơi theo kiểu cái kiểu trò đùa này đâu nhá. Không, không có kiểu này đâu. Chỉ có sách giáo khoa nâng cao mới học cái chỗ này thôi. Còn cái chỗ này mình không học. Nhớ chưa? Không chơi cái kiểu trò đùa này đâu nhá, được chưa? Nhớ đấy. Tiếp C. 2 chia cho sin bình trừ cos bình. Nếu theo cách giải thông thường thì rất nhiều bạn sẽ đi giải như thế này. Các em sẽ chuẩn bị chơi cái trò đó là các em sẽ giải sin bình trừ cos bình khác không. Rồi một số bạn đang học học trước rồi, một số bạn bảo thầy ơi, chia đều hay vế cho cos bình. Chúng ta sẽ thu được đó là tan bình khác 1, thế là tan khác cộng trừ 1 vẫn lâu và vẫn bị thiếu, được chưa? Làm như thế này vừa dài vừa mệt, không nên chia chác gì cả. Một số bạn lại, thầy ơi, sin trừ cos, sin cộng cos hàng đẳng thức. Vậy em giải sin cộng cos bằng 0, sin trừ cos bằng 0 có được không ạ? Phương trình tích cũng được nhưng vẫn dài. Không nên giải kiểu ý. Giải kiểu ý thì chăng nữa thì em cũng vẫn thu được về hai họ nghiệm. Bài toán này có thể rút ngắn được bằng cách đưa về một họ nghiệm thôi. Các em nhớ chưa? Tùy đấy, có những bài không phải là lúc nào cũng làm theo cách của mình nghĩ đâu. Có những bài chúng ta có thể làm ngắn gọn bớt đi. Các em phải nhớ được công thức lượng giác, chứ em đừng có đưa về đại số nhiều, nó bị chóng mặt. Các em nên nhớ một điều là chúng ta có một công thức lượng giác, đó là em nên nhớ là cos bình trừ sin bình thì chính là cos 2x. Nên sin bình trừ cos bình ấy thì bản chất nó chính là bằng trừ cos 2x các em ạ. Nên điều kiện của bài toán hóa ra là trừ cos 2x khác không. Công thức lượng giác. Nếu bạn nào mà cố tình đi đổi cos bình bằng 1 trừ sin bình, hoặc là sin bình bằng 1 trừ cos bình, rồi tí nữa giải sin cos khác cộng trừ căn mấy trên mấy cũng vẫn được đấy, nhưng mà tí nữa một phát nó đẻ ra 4 họ nghiệm. Thích giải kiểu ý cho nó 4 họ nghiệm luôn, thể cho nó vui. Các em giải cos bình bằng 1 trừ sin bình, tí nữa các em sẽ có đó là 1 trừ 2 sin bình, rồi sin bình khác 1 phần 2. Dồi ôi, khai căn ra thì 4 họ nghiệm giải bao giờ đời thủa nào cho nó hết. Hiểu không? Chỗ này phải tinh mắt nhận ra công thức lượng giác để giải nó ngắn. Xin nhắc lại, cos bình trừ sin bình là cos 2x. Nên sin bình trừ cos bình nó là trừ cos 2x thôi. Thì phương trình chỉ còn có hai họ nghiệm thôi. Giải này là vừa ngắn gọn, một phương trình cơ bản. Thế thì cos 2x khác không? Mà ủa ôi, giải cái này thì nó lại quá thể dễ. Cái này chỉ còn có một họ nghiệm thôi, chứ không phải là hai họ nghiệm nữa. 2x khác b chia 2 cộng kb. Giải theo cách này của thầy thì mai kia mới dễ được 10. Còn cứ giải đấy, nhưng mà mai kia giải theo cách khác đi, rồi đảm bảo mai kia cô lại vặn vẹo đấy các cô. Lại vặn vẹo là chết luôn. Các bạn có thể chia tùy ý, chia đều cả tử và mẫu, à đâu nhầm, chia hay vế cho cos bình tùy, hoặc là làm cái trò gì thì làm, hàng đẳng thức gì thì tùy, nhưng mà không, tôi không thích làm kiểu ý. Được chưa? Người khác làm, người làm khác với sách, sách vở chưa chắc đã làm giống như người. Kinh nghiệm là do người đẻ ra chứ phải là sách vở đẻ ra đâu. Đúng nhỉ? Rồi. Thế nên là tôi ghi D bằng, cái kinh nghiệm này quan trọng lắm đấy các em ạ. Tôi ghi D bằng R gạch bỏ pi trên 4 cộng k pi chia 2 k thuộc z. Nhớ lời thầy dặn nha.
Nói ít thì hiểu nhiều, nhớ chưa? Xong. Câu cuối cùng. Thầy làm thế này để tránh bị đi, người ta gọi là đi đi theo cái con đường nguy hiểm rồi đấy. Được chưa? Phải tư duy, cố gắng tư duy như thế này này. Cuối cùng là Tăng và cô Tăng sẽ có hai điều kiện. Đó là xin x khác không. Cô Tăng thì xin khác không, còn Tăng thì cốt khác không. Đúng không? Không có nhẽ giờ đi giải cả hai. Cũng không nên các em ạ. Đấy. Nó lại có công thức lượng giác ở đây đấy. Mà mình lại không biết thì mình lại mất công mình giải cả hai. Các em nên nhớ. Xin cốt cùng khác không. Các em nhân lại đi. Thì xin x cốt x khác không như gì? Đúng không? Xin cốt khác không thì xin x cốt x cùng khác không. Đúng không? Các em nhân đều hay vế với 2 đi. Chỗ này nghe cho nó thủng nhá. Không may kia lại bảo thầy ơi thì vẽ ở đâu ra cái số 2 chả hiểu này. Tại sao tôi lại phải nhân 2 vào mà tôi không phải nhân số khác? Tôi phải nhân 2 vào thì 2 sin cos nó mới là công thức nhân đôi. Nó mới là sin 2x. Nhiều bạn bảo thầy ơi, em tưởng là sin x cos x thì phải bằng 1 phần 2 cos 2x. Dồi ôi, lắm chuyện đẻ ra việc. Viết thế nào nó chả đúng. Lắm khi có nhiều bạn bảo là thầy ơi, sao tự nhiên sin x cos x thầy lại viết thành thầy lại viết tắt luôn thành sin 2x. Thì thầy viết công thức sai à? Khổ cái đứa ý là cái đứa không hiểu gì cả, hiểu chậm rồi. Chẳng nhẽ là còn phải nói thêm một cái bước nữa, đó là nhân đều cả hai vế với 2. Nhân 2 vào thì cũng được mà. Rồi mình ra sin 2x. Nếu mà kia nhiều bạn mà học không cẩn thận, thấy người ta làm từ dòng này sang dòng này luôn. Thế là lồng lên bảo, úi dồi ôi thầy ơi, sao tự nhiên sin x cos x nó lại là cos 2x. Thầy ơi, thế này thì làm sai à? Rồi chả hiểu gì, chết mất. Các em phải cẩn thận. Đôi khi có những cái bước biến đổi kép, biến đổi tắt, người ta không nói. Mà bây giờ mình lên năm lớp 11 rồi, mình phải biết cái chỗ này chứ. Người ta đã nhân đều hay vế với một số nào đó, thì tại sao lại không nhân được? Nhân với một số khác không sẽ không nhân được. Thì nó sẽ là sin x, thế cuối cùng chỉ có một điều kiện thôi. Thế nên, thầy dặn dò, từ sau trở đi học cái phần lượng giác này, các em phải suy nghĩ kỹ trước khi hỏi bất cứ một câu gì. Cũng như phải học cẩn thận công thức, cũng như là các cái phần lý thuyết từ hồi trước, rồi hãy hỏi. Chứ nếu không là các em hỏi câu nào là sai câu ý đấy. Thầy bảo trước. Lên trên này mỗi người là một kiểu. Và có nhiều cách hiểu, nhiều cách hướng hiểu khác nhau. Nhiều cách giải khác nhau. Nghiệm cũng khác nhau. Đừng có nghĩ là mình cứ làm một cách này là mình làm đúng. Cũng như là người khác mình làm sai đâu. Không phải. Được chưa? Phải cẩn thận. Lên trên lớp 11 này nó có nhiều thứ mà nó mới hẳn so với lớp 10. Không hỏi cái kiểu ngây thơ là tại sao từ đây xuống đến đây thầy viết công thức sai. Mai mà ai mà không mà hỏi bài mà hỏi cái chỗ ý nữa thì có nghĩa là chứng tỏ là ngày xưa là ngồi gốc cây đa hay sao thì về sau chăn trâu chăn bò đấy là nguy hiểm đấy, là chắc là hồi không học hành gì cả rồi thì nó mới hỏi những cái chỗ như thế, hiểu chưa? Nhưng mà ok không sao, được chưa? Thầy thì thầy quen dạy mất gốc rồi, thế nên là thầy quá bình thường với những cái chuyện ý, thế là thầy không bị sốc văn hóa với những cái ý. Chứ nếu mai kia bạn nào mà hỏi những cái điều nguy hiểm thế thì chắc là hỏi thầy thì có khi thầy còn kiên nhẫn, chứ hỏi các thầy cô khác có khi là họ còn xin không thèm rép, đùa đâu. Nói thật là thế, được chưa? Em cứ cẩn thận. Thì xong rồi. Chỗ này 2x khác kpi và x khác kpi chia 2. Bài toán kết thúc từ đây. Hé hé hé. Ôi trời ơi, cuối cùng thì học xong cái phần tập xác định rồi, không thèm làm nữa. Như vậy là xong tập xác định rồi. Xong nhá. Cái này tôi đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, làm ăn thế nào làm cho cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm tiếp cái dạng gì nữa nhỉ? Ôi rồi đây. Chúng ta sẽ cố gắng làm một cái bài nữa. Các em ghi, sau khi học hỏi kỹ lưỡng cái phần này rồi, các em ghi cho thầy dạng 2. Đó là xét tính chẵn lẻ. Bài này thì thầy sẽ cho ngắn gọn thôi, cho một bài thôi, không làm nhiều nữa. Được chưa? Xét tính chẵn lẻ cũng là một trong những nội dung quan trọng của hàm số lượng giác. Về mặt phương pháp, chúng ta biết rằng là nếu thỏa mãn hai điều kiện với mọi x thuộc D mà trừ x cũng thuộc D, f tại x bằng f tại trừ x, hàm số fx của em là hàm số chẵn. Nếu như
với mọi x thuộc D trừ x cũng thuộc D, tính chất lớp 10 đấy. F tại trừ x, thôi chỗ này xin phép là viết f tại trừ x trước nhé, cho nó đúng phương pháp. F tại trừ x bằng trừ fx. Em đừng có viết trừ f trừ x nhé, đau đầu quá, viết như thế này đi, thống nhất viết giống thầy đi. Cái này với mọi x thuộc D, và cái này đúng với mọi x thuộc D. Chúng ta ghi fx là hàm lẻ. Những trường hợp còn lại là không chẵn không lẻ. Không có cái trường hợp là vừa chẵn vừa lẻ đâu nhá. Chúng ta không tính cái trường hợp ý, không biết có hay không nhưng mà tóm lại là không tính. Như vậy, để chứng minh phản chứng một hàm số là không chẵn không lẻ có một số lý do như sau. Thứ nhất, tập xác định D không đối xứng. Tại sao phải đối xứng? Tôi tồn tại trên cuộc đời này, người yêu tôi cũng phải tồn tại trên cuộc đời này. Nếu một ngày có một đứa nào đó nó đến kiện, nó bảo là em tồn tại mà người yêu em không thấy đâu, thì thôi thầy phải kết luận là thế giới này là thế giới không chẵn không lẻ rồi. Thế thứ nhất, tập xác định không đối xứng. Ta chỉ cần chỉ ra được một cái điểm x0 nào đó thuộc D mà ta thấy trừ x0 không thuộc D là chúng ta có thể kết luận được là không chẵn không lẻ rồi. Nếu không may nó đến kiện người yêu mà nó không thấy. Cái thứ hai, nếu một ngày nào đó tính f tại x và f tại trừ x nó khác luôn cả cộng cả trừ luôn, tức là f tại trừ x khác cả cộng trừ fx, thì mình có quyền nói là cũng là không chẵn không lẻ luôn. Được chưa? Và một vài trường hợp hy hữu khác. Nhưng mà đây là hai cái lý do chính để mà mai kia có thể nói một hàm là không chẵn không lẻ. Xin nhắc lại, tôi và người yêu tôi cùng tồn tại trên cuộc đời này. Nhà tôi và nhà bạn ấy có giá trị bằng nhau, chúng tôi là hàm chẵn. Ngược lại, tôi và người yêu tôi hai nhà ngược nhau, chúng tôi là hàm lẻ. Có một ngày nào đó, hai cái người, hai chúng tôi khác hẳn nhau, trá bằng trá ngược, chúng tôi không chẵn không lẻ. Thế là thành công. Cái này ta hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có ví dụ như thế này. Thầy nói thế là hiểu rồi nhé, làm thế nào thì làm mấy kia đúng là được. Các ghi cho thầy, xét tính chẵn lẻ của một số hàm số sau đây. Nào, câu A, hàm số y bằng x gì nhân cos 3x gì. Câu B, hàm số 1 cộng cos chia 1 trừ cos. 1 cộng cos chia 1 trừ cos. Câu C, hàm số x mũ 3 sin 2x. D, trời ơi, dài quá. Y bằng x mũ 3 trừ đi sin x. Ok, x mũ 3 trừ đi sin x chia cho cos 2x. Rồi, các em ngắm cho nó kỹ đi. Rồi, ngắm nhá, ngắm cho kỹ đi. Sin x trên x g. Căn x trừ 1. Rồi, đây chúng tôi làm thế này thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhìn câu đầu tiên. Đầu tiên, muốn làm được cái dạng bài toán này thì các em phải tìm được cái tập xác định đi đã. Nó đầu tiên nó phải đảm bảo tính chất đối xứng đã. Thì đầu tiên ta ghi, bài đầu tiên này là không có điều kiện gì nên x và cos 3x có D bằng R. Do D bằng R nên đảm bảo thỏa mãn với mỗi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D là thỏa mãn điều kiện thứ nhất vì D bằng R. Thế giới này mở rộng ra, tôi và người yêu tôi cùng tồn tại trên cuộc đời này. Mọi cặp yêu nhau đều tồn tại. Bây giờ công tắc thứ hai là phải tính f tại trừ d trừ x. F tại trừ x có nghĩa là nơi nào trên này có x thì ta thay bằng trừ x. Ta sẽ có
trừ x nhân với cos của trừ 3x. Biến đổi một tí tôi có cái này chính là bằng trừ x. Các em nhớ tính chất cos chưa? Cos đối, cos của alpha bằng cos trừ alpha, thầy có ghi trong lý thuyết ở lúc đầu phần chẵn lẻ ấy, nên thầy có quyền nuốt mất dấu trừ. Bài cos tinh rất nguy hiểm, nuốt mất dấu trừ. Như vậy thành luôn cos 3x. Đừng có đẩy dấu trừ ra ngoài nhé, là hỏng đấy, đã bảo là đừng có đẩy ra ngoài. Rồi, so sánh với hàm số ban đầu, ta thấy bằng trừ của fx ban đầu, tức là ngược. Ngược chưa? Ngược, ngược nữa, ngược mãi này, ngược rồi. Vậy nhờ vào điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai. Ok, từ 1 và 2 ta dễ dàng có thể kết luận được chúng tôi ngược nhau, chúng tôi là hàm lẻ. Hàm số đã cho là hàm lẻ. Chuẩn chưa? Đúng rồi, sai đi đâu nữa. Đúng chưa? Hàm số đã cho là hàm lẻ. Các em cùng thử dự đoán cho thầy cái hàm ở dưới đi. Nào, hàm ở dưới. Giải điều kiện nhá. 1 trừ cos x khác 0 dẫn đến cos x khác 1. X khác k2pi. X khác 0 cộng k2pi đấy. K thuộc z. D bằng r gạch bỏ các phần tử k2pi. Cho thầy hỏi, cái tập như thế này thì có phải là tập đối xứng không? Thực ra vẫn có đấy các bạn. Nó vẫn là có chứ không phải là không. Các em nên nhớ, trên một tập xác định, các em cho k bằng 0 thì nó khác 0. Các em cho k bằng 1 thì nó khác 2pi. Em cho k bằng âm 1 nó khác trừ 2pi. Nhưng chúng lại khác đều nhau. Cái ông 0 này nhá, thì ông không có người yêu rồi, thầy bỏ rồi. Nhưng cái ông 2pi này và cái ông trừ 2pi thì cặp nào mà có người yêu thì hai người đã tự chết với nhau rồi. Như vậy, tất ngoài những cái cặp mà bị tự chết thì này, thì các cặp còn lại vẫn sống nhăn. Bởi vậy mà người ta vẫn nói cái tập này là tập đối xứng. Cho dù bị bỏ đi một vài cặp, nhưng những cặp này nó lại đi chơi với nhau hết rồi. Như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn ghi là thỏa mãn là tập đối xứng. Nhớ đây nhá. Em xem mà xem nó đối xứng đều nhau đấy. Chứ không phải là chúng ta ghi là nó không thỏa mãn điều kiện này đâu. Có hiểu đúng không nào? Như vậy ta ghi. Vậy, cái này vẫn thỏa mãn là tập đối xứng. Như vậy vẫn thỏa mãn điều kiện 1. Điều kiện 2, các em ghi. Xét f tại trừ x, ta có 1 cộng với cos trừ x chia cho 1 trừ đi cos trừ x. Thầy vừa nói với em xong, cái hàm này nó nuốt mất dấu trừ, nó lại trở thành cos của x. Và chỗ này nó vẫn là cos của x em ạ. Hàm cos x nó có tính chất đó là âm dương như nhau. Ơ thì hóa ra nó lại bằng fx ban đầu à? Ta có quyền kết luận đây là hàm gì ấy nhỉ? Fx là hàm chẵn. Đúng rồi, cái này ai mà chả biết được gì. Một số bạn rồi có sợ không đúng rồi ạ. Sợ thật. Bên YouTube có vấn đề gì đang xảy ra à? Một số đoạn văn đang bảo có biến, có chuyện gì xảy ra đấy? Đề nghị bộ phận kỹ thuật nhé, nếu mà có cái gì mà nguy hiểm bên ý, có thành phần tử nào thoái hóa biến chất các thứ nhá, kích thẳng ra ngoài đảo nhá, nhớ chưa? Rồi bây giờ là phải làm mạnh tay như thế mới được. Nếu có chuyện gì xảy ra, bên YouTube có vấn đề gì xảy ra không? Câu cuối cùng, à đâu chưa cuối đâu. Điều kiện, câu này là D bằng R này. Không có điều kiện gì. Suy ra thỏa mãn điều kiện 1 với mỗi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D. Tính f tại trừ x, tôi có trừ x đóng mở ngoặc tất cả mũ 3 sin của trừ 2x. Chỗ này các em hết sức bình tĩnh. Trừ x mũ 3 chính là trừ x mũ 3. Nó chính là nó đấy. Trừ thì không mất dấu âm được đâu các em. Mũ 3 mũ lẻ mà để nguyên đấy. Nhưng sin của trừ 2x thì bằng trừ sin 2x theo tính chất đẩy dấu trừ. Đẩy 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 ra ngoài. Bởi vậy trừ trừ hóa ra là cộng. Kết quả chỉ còn có x mũ 3 nhân sin 2x thôi. Hàm này nó lại giống y hệt. Nó giống y hệt. Thế hàm này cuối cùng lại là hàm gì các em? Hàm chẵn. Nó lại bằng fx ban đầu rồi. Kết luận hàm chẵn đúng không? Vui nhỉ? Đấy, nó lại bằng y hệt cái hàm fx ban đầu. Thế có phải là hàm chẵn đâu? Câu D. Câu D nhá. Nào, điều kiện khi giải câu D là cos 2x khác 0. Các em có 2x khác pi chia 2 cộng kpi. X của em khác pi chia 4 cộng kpi chia 2. Thầy có dặn dò em, nếu một ngày nào đó
nó có khác đi một vài phần tử thoái hóa biến chất thì cũng không sao cả đâu. Một vài thành phần tử này thì nó cũng đã tự đối xứng với nhau rồi. Thì những người còn lại, các cặp đôi còn lại vẫn còn yêu nhau trên cuộc đời này, không chết được đâu. Được chưa? Như vậy vẫn đảm bảo thỏa mãn điều kiện, đó là với mọi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D. Với D của bài này là R gạch bỏ pi trên 4 cộng k pi trên 2. K thuộc Z. F tại trừ x bằng trừ x tất cả mũ 3 trừ đi sin của trừ x chia cho cos của trừ 2x. Theo tính chất dấu trừ, các em để ý thật kỹ vào đây. Chỗ này chính là trừ của x mũ 3. Chỗ này chính là đẩy dấu trừ ra ngoài của sin thành cộng sin x. Còn cos của trừ 2x chính là cos 2x. Các em xem nó có bằng không? Bằng trá phải. Hình như ngược à? Nghe giống ngược lắm. Bằng trá phải. Đẩy dấu trừ ra ngoài để xem nó có ngược không? Thì sẽ trở thành x mũ 3 trừ sin x chia cho cos 2x. Thế thì là hàm lẻ đúng không các em? Trừ fx rồi. Thế đây là hàm lẻ. Các em xem giúp thầy x mũ 3 trừ đi sin x chia cos x có phải hàm lẻ không các em? Lẻ rồi. Và câu tiếp theo, câu này. Điều kiện của bài toán này là x khác 0 nên D bằng R khác bỏ 0. Cho thầy hỏi, khác bỏ 0 thì tập vẫn đối xứng chứ? Khác bỏ 0 thì vẫn đối xứng này, chỉ cái ông 0 này ông ấy không có người yêu nào cả, người yêu là chính ông ấy rồi. Nhưng cặp đôi còn lại vẫn còn chơi thoải mái, yên tâm. Các cặp đôi còn lại người ta vẫn cứ tồn tại trên cuộc đời này, yên tâm. Thế thì chúng ta sẽ có với mọi x thuộc D thì trừ x cũng vẫn là thuộc D nên thỏa mãn điều kiện thứ nhất. F tại trừ x bằng sin trừ x chia cho trừ x. Sin trừ x bằng trừ sin x chia trừ x. Ô, hóa ra lại mất dấu trừ à? Ơ, thì bằng hàm ban đầu. Ôi giời ơi. Đến đây ta lại có quyền kết luận đó là hàm gì? Chẵn. Ta hãy để ý câu cuối cùng. Với điều kiện đó là x lớn hơn hoặc bằng 1 và x khác pi chia 2 cộng k pi. Các em cẩn thận câu này, câu này nó lừa các em này. D của em là từ 1 đến dương vô cùng, loại bỏ đi những cái phần tử là pi chia 2 cộng k pi. Thế các em phải để ý câu này, nó lừa các em đây. Câu này tồn tại có một nửa thế giới thôi, từ 1 đổ đi, còn thế giới còn lại âm vô cùng đến 1 không có. Thế tự nhiên cái bạn không chẳng hạn, cái bạn không phải đến đòi thầy, bạn ấy bảo bạn không. Cái bạn không hoặc là cái bạn âm 1 ấy. Bạn 1 bạn đến đòi thầy, bạn ấy bảo thầy ơi sao em tồn tại trên cuộc đời này, thì cái bạn âm 1 của em đâu? Không có ạ. Đấy ghi. Rõ ràng không chẵn không lẻ, không cần tính. Chọn một điểm x0 nào đó bằng 1 thuộc D. Rõ ràng x bằng trừ 1 không thuộc D. Ta có quyền kết luận là hàm không chẵn không lẻ. Em nhớ chưa? Đây là thầy mới chỉ lấy một cái ví dụ để khẳng định không chẵn không lẻ. Ngoài ra các em còn nhiều các cái phương pháp khác. Ngoài cái việc chỉ ra một điểm thì mai kia có những bài toán nó thỏa mãn điều kiện thế giới này tồn tại, nhưng cũng có thể có những cái bài toán đó là hai cái F này nó bằng chả phải ngược thì không. Các em có thể tự làm thêm cho mình những cái bài tập mà nó có thể xảy ra trường hợp ý. Còn ở đây thầy chỉ ra cho em rõ ràng đây rồi. Thì tự nhiên nó kêu quay oái, nó bảo người yêu của nó chả thấy đâu. Được chưa? Thì chết rồi, hỏng. Được chưa? Thế là xong. Phần này chỉ cần làm cho thầy một số câu như thế này thôi thì là ổn và thành công. Các em xem có gì thắc mắc không hiểu chỗ nào không? Thầy sẽ trả lời. Còn nếu như không ai hỏi gì, tự nhiên thầy sẽ nói, thầy sẽ coi như rằng là tất cả ai cũng hiểu bài hết rồi nhá. Đúng không? Rồi. Các bạn và các em thân mến, như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong cái dạng bài tìm tập xác định và xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác. Thông qua phần này thì thầy cũng đã tổng kết các cái kiến thức phương pháp một cách ngắn gọn nhất và đã hướng dẫn cho các em những bài tập quan trọng nhất. Qua mỗi bài tập của thầy thì thầy cũng đều đã dặn dò cẩn thận kỹ lưỡng, nhất là những cái nào cần học, cần phải chú ý. Thầy muốn và tin tưởng rằng tất cả các bạn về sau các em sẽ đăng ký học toán 11 của thầy trên tuyểnc47.com và cố gắng theo học được thầy từ càng sớm thì về sau cái việc học kết quả ở lớp sẽ rất là suôn sẻ, cũng như là thi đại học về sau thì chắc là sẽ dễ dàng và thành công hơn. Tất cả các bạn đi trước, tất cả các anh chị đi trước, cũng như tất cả các cái bạn mà vừa theo học thầy từ năm lớp 10 thì chắc chắn là các em đã biết học theo của thầy. Nhưng mà những bạn nào mà các em chưa học thì các em nhớ theo dõi bài giảng của thầy và cảm nhận. Thì mong rằng là qua các bài của thầy
sẽ luôn đem đến cho em những cái điều mới mẻ, thú vị nhất, cũng như là đưa về cả kiến thức cũng như về cả sự giải trí. Được chưa nào? Nhà mình là mặt ai giải trí. Được chưa nào? Rồi. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thời gian rất là muộn rồi và chúng ta các em nhớ lưu lại bài giảng và chia sẻ về Facebook của mình. Bài giảng sẽ được up ở trên YouTube của tuyển sinh47.com. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em đã luôn đồng hành cùng với thầy. Hàng tuần thì thầy sẽ cố gắng thì sẽ quay, thông thường thì vào khoảng thứ tư hoặc thứ năm gì đó nhé. Đấy chưa? Rồi. Các em cố gắng xem lại bài, ôn bài và tự luyện tập, làm cho mình thêm các bài tập khác nữa. Thầy chúc các em sẽ luôn luôn các em luôn vui vẻ, thành công. Xin thân ái, chào các em.